mình là cô Đỗ và mình đã ăn trưa xong rồi, bây giờ mình bắt đầu giờ làm buổi chiều. Thế thì mình vừa mới chia sẻ với các bạn một video ở trên Facebook, chia sẻ với các bạn là đầu tiên là chúc mừng ngày mùng 1 tháng 6 đến tất cả mọi người. Thế và ai cũng có một trái tim, gọi là trong tiếng Trung thì người ta nói là thống sinh. Thế và dịch ra tiếng Việt có lẽ là một cái trái tim trẻ trung của tuổi thơ. Thế và quan trọng là cái sự nhí nhảnh của tuổi trẻ đó được sử dụng trong trường hợp nào, như thế nào cho nó hợp lý. Bởi vì không phải lúc nào mình nhí nhảnh cũng là hợp lý. Thế và chúc sức khỏe tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ. Thế và ngày hôm nay thì đối với cô là một ngày rất là đặc biệt, bởi vì sau 4 năm làm việc cho GS Việt Nam thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm cho một đơn vị khác. Thế và cô cảm thấy mình rất là may mắn và cũng 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 rất là thích cái công việc mới này, bởi vì cô là giáo viên. Thế và đã từ rất nhiều năm rồi cô chỉ dịch những cái thứ liên quan đến hợp tác đào tạo giữa các trường đại học với nhau, và phần lớn thì nó đều không có tính thiết thực ở trong đó, bởi vì nó chỉ là những cái giới thiệu ông kia bà nọ công việc này công việc kia rồi trường nào sang. Cô tựu chung thấy một điều, đó là tất cả các trường đại học cỡ bất kỳ các nước nào khi đi giới thiệu thì đều giới thiệu những cái phần rất là mạnh của mình, đều mang tính khoe khoang là chủ yếu. Thế nhưng mà thực sự cụ thể trường như thế nào thì có lẽ là chỉ có học sinh mới là những cái người cảm nhận được. Vì thế cho nên là đôi khi khi mà đi dịch cho các trường đại học thì cô cảm thấy rằng là cái lời dịch của mình ấy nó chính là khẩu nghiệp. Bởi vì có những nơi nó thực sự mình biết thừa là nó không tốt như thế, nhưng mà những cái gì mình dịch ra thì khiến cho khách hàng hiểu lầm. Thế và người ta tin và người ta đi theo, thì như thế thì mình chính là đang tạo nghiệp cho mình. Cho nên thực sự nói thật với các bạn là cô không thích cái việc đi dịch cho các trường đại học hoặc cho những cái đoàn thăm viếng như thế, bởi vì những cái điều mà lưu học sinh phải đối mặt đó thì chắc chắn là người ta không nói ra, nhưng mà chính bản thân lưu học sinh thì sẽ phải trải qua rất nhiều những cái thứ mà nó không giống như những cái lời hứa của các đoàn đại biểu sang thăm viếng. Thế và khi cô đi dạy cho các lớp tư vấn du học ấy, thì cô có hỏi các bạn đó là các anh các chị làm nghề tư vấn thì có đi tư vấn cho khách hàng tất cả mọi cái điều gọi là tăm tối và rủi ro mà các bạn phải đối mặt khi ở nước ngoài hay không, thì có rất nhiều các đơn vị họ nói rằng là họ chia sẻ một cách rất là rõ ràng. Thế và cô nói với các bạn là khi mà khách hàng ấy người ta tìm đến mình thì có nghĩa là người ta đã mong muốn người ta được đi ra nước ngoài rồi. Nếu như mà mình chia sẻ quá thẳng thắn thì có khi là người ta sợ hãi, người ta không dám đi nữa. Thế nhưng mà nếu như trong trường hợp đó là mình không giấu giếm thông tin, mình đặt ra cho họ những cái rủi ro mà họ có thể đối mặt nhưng mà họ vẫn chấp nhận và họ đi, thì như thế họ sẽ có một cái tâm lý rất là tốt để chuẩn bị. Thì cô nghĩ rằng những cái đơn vị làm xuất khẩu lao động cũng vậy, mà du học cũng như thế, nếu như mà mình minh bạch với khách hàng thì chắc chắn là sẽ cái gọi là cái nghiệp mà mình tạo ra nó sẽ không quá nặng nề. Còn nếu như mà mình đi lừa đảo họ để đặt ra những cái lời hứa nhưng khi thực tế họ không gặp được những cái đó thì thực sự đó là không nên một chút nào cả. Giống như là các bạn đi du học ấy cứ nghe những lời hứa hươu hứa vượn mà cô thấy cũng lạ. Cái điều kiện của các bạn như thế mà các bạn cũng tin là các bạn có được học bổng được thì các bạn cũng quá tự tin đấy. Cho nên là trách thì giống như cô đã từng chia sẻ với các bạn, đó là một bàn tay vỗ không bao giờ kêu, ý cơ ba trọng hai bố trọng. Thế thì việc việc nào cũng có nguyên nhân của nó, nguyên nhân hai mặt của vấn đề, đó là tại anh tại ả tại cả hai bên. Và cô ngày hôm nay thì là ngày đầu tiên mà cô đến làm ở chỗ mới. Thế và đây là một doanh nghiệp thì cô học được rất là nhiều điều, từ sáng đến giờ học được rất nhiều điều. Đầu tiên là về từ vựng. Thực ra mà nói là cô rất muốn được đi làm một cái công việc gì đó khó một chút, bởi vì cái công việc làm quản lý ở GS ấy thì dù sao chăng nữa thì mình cũng là một người rất là duyên và có cái nhân duyên tốt, cho nên là mình đi giao tiếp ấy thì mình không khéo bỗ bã, mình không nịnh nọt ai bao giờ cả, nhưng mà vì có lẽ là vì mình chân thành cho nên là
việc mình đi giao tiếp và liên lạc, liên hệ công việc ở các trường đại học, các đơn vị đều rất là thuận lợi. Nhưng mà mình vẫn biết, mình nhận ra được là cái trình độ của mình đang đi xuống. Bởi vì nói thật với các bạn, nếu mà đi dịch đoàn nào sang cũng giới thiệu về trường rồi chuyên ngành này này nó nọ thì cũng có cảm thấy rằng là nó nhàm lắm. Cho nên là mình cũng đủ rồi, mình nghĩ là thời gian mấy năm mình làm cho GS thế là đủ. Thế và bây giờ ngày hôm nay mình bắt đầu đi làm cho công ty xuất nhập khẩu này thì mình học được rất là nhiều điều. Thứ nhất là những cái liên quan đến hải quan, đến thủ tục hải quan, đến thủ tục xuất nhập khẩu, và đã thay đổi rất nhiều so với lại là cái thời mà cô đi dịch cho cái ông chủ mà ông ấy rất giỏi tiếng Việt nhưng mà không biết viết thôi. Thế thì mười mấy năm quay trở lại thì cô quay trở lại với nghề phiên dịch thì cô nhận thấy là đúng, thực sự là kiến thức, bể kiến thức là vô bờ, cho nên là mình cứ phải liên tục update thì mình mới có thể không bị lạc hậu. Và thứ hai nữa đó là những cái từ mà nó gọi là từ mới đi nhỉ, mình nên gọi là từ mới, bởi vì sau khi bệnh dịch xảy ra thì có rất nhiều thứ phải thay đổi cho nó phù hợp với tình hình thực tế. Vì thế cho nên là trong ngày hôm nay khi mà mình dịch thì mình học được rất nhiều những cái từ mà thực sự là nó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với lại là những cái chương trình mà cô đi dịch giữa đoàn đại biểu này với đoàn đại biểu kia. Thì phần lớn họ chỉ giới thiệu thôi, chứ còn nếu mà nói là để mà đi làm được thì chắc là học trò phải học rất là nhiều, cái lượng từ vựng phải phong phú. Ví dụ như là ngày hôm nay mình làm quen được với một cái từ rất là mới, đó là ú phạm. Ú phạm là may, dệt may. Ú là không và pù là vải. Thế và mình không biết là cái đó là cái gì. Sau đó thì mình tra ở bên tiếng Anh, và sau đó thì mình tra từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì nó là vải không dệt. Thế và vải không dệt này thì mình đọc rất là nhiều những cái kiến thức liên quan đến cái ngành công nghiệp nhẹ, là ngành công nghiệp may may mặc mà ở Việt Nam chúng ta thì lại rất là mạnh. Đây này các bạn, vải không dệt. Đây không phải là các đường may như là quần áo của chúng ta nữa, mà đây là những cái người ta sử dụng bằng cái gọi là gì nhỉ, cái nhiệt học của hóa học ấy, tức là người ta là và người ta tạo thành những cái đường nó dính vào với nhau nhưng mà không hề có sợi chỉ nào cả. Thế thì đây với cô đây là một cái kiến thức mới và cô cảm thấy rất là thích, rất thích cái này, bởi vì là liên quan đến rất nhiều đến những cái bộ quần áo phòng chống bệnh dịch mà các bác sĩ đang mặc. Thế thì cô cảm thấy rất là thú vị với những cái kiến thức này. Và bây giờ bắt đầu giờ làm buổi chiều thì cô đang ngồi để đọc. Cô có lời khuyên cho các bạn trẻ khi mà các bạn bắt đầu đặt chân vào ngành và vào công việc phiên dịch thì chú ý đến đạo đức nghề nghiệp. Đấy là một cái điều rất quan trọng, bởi vì khi đi dạy cho lớp tư vấn du học là một cái ngành nghề hết sức là nhạy cảm, thì cô cũng nhắc nhở các bạn đó là chú ý đến đạo đức nghề nghiệp, bởi vì mình làm cái nghề mà sau này nếu như sinh viên, các em học sinh ấy đi sang bên kia vì tin những cái lời quảng cáo hoa mỹ của mình đi sang bên kia mà các em ấy gặp phải những cái chuyện hoàn toàn khác với những cái lời quảng cáo của mình thì mình đang tạo nghiệp, như thế là không nên. Thế còn các em cũng phải chú ý đến việc nâng cao kiến thức của mình. Thế và cô nghĩ rằng khi mà đi dịch thì cố gắng đừng có lôi những cái lý thuyết ra để mà xem là cái lý thuyết này áp dụng theo lý thuyết của ông nào hay là của bà nào, mà mình nên áp dụng vào thực tế. Ví dụ như những cái từ vựng mà mình không biết hoặc là những từ kỹ thuật mà mình không biết thì mình phải tra, hoặc là bây giờ rất là phát triển, bạn có thể xem video và sau đó là bạn phải nghiên cứu xem là nó là như thế nào. Thì cô muốn chia sẻ với các bạn như thế. Và video này cô chia sẻ với các bạn một từ nhé, là vải không dệt. Ú phẳng chư, ú phẳng pù, vải không dệt. Hy vọng là tất cả những sự chia sẻ của cô sẽ đem lại những cái giá trị thiết thực thực tế cho các bạn.